Rồi, xin chào tất cả các anh em. Hôm nay chúng ta test tiếp cái phần mà trình duyệt virus cài đặt trực tiếp trên Windows. Em sẽ tải về cái bản antivirus của SS mới nhất các anh em mình ha. Rồi em tải cái bản nào đây? Cái bản trên cùng đây ha, Max Security. Rồi, em trong cái thời gian chờ đợi em sẽ dừng giây lát để các anh em đỡ mất thời gian cũng như đỡ mất cái thời lượng ha. Cái trang chủ nó mình nó tải tốc độ nó hơi bất thường quá anh, ba phẩy mấy ký, bốn phẩy mấy ký mà có lúc nó lên 600 700 ký, hai mươi mấy mê, có 50 mấy mê mà tải nãy giờ quá lâu. Rồi, trang tải miễn phí này nó liên qua trang asset luôn. Oh my god, liên qua trang asset luôn nè, trang chủ của asset nè, có vấn đề gì nữa không đây? Rồi em sẽ trực tiếp đi. Rồi, cái này cái trang chủ trang này nãy em cho nó dừng, bây giờ nó lên một phẩy mấy mê trên dây luôn nè. Đã rồi, tụt rồi, rồi tụt rồi, còn ba mấy mấy ký rồi, trở về ban đầu rồi. Xong rồi, mừng quá các bạn ơi, tại nãy giờ mới xong. Rồi bây giờ mình ra trực tiếp các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ đóng bớt mấy cái trang này nãy nè. Các bạn vào cái trang này cũng tải rất là ok, bb.com.vn. Đây là tập hợp những cái trang mà có những cái chương trình virus bán bản quyền anh em nha, BKV, nói chung là rất là nhiều, anh em mình tham khảo thêm ha, rất là hay nè. Mình hay tải những cái bộ cài đặt full ở trong đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục nè. Rồi mình sẽ cài, mình chọn ngôn ngữ là tiếng Anh, mặc định là tiếng Anh English. Đây. Rồi mình chấp nhận cài, mình để mặc định cho anh em mình nha. Đây là ổ ít mình 128 GB, này là 128 GB ảo chứ không phải là ghi thật á anh em mình ha. Đối với bản WinBE này á, là anh em mình dùng RAM 4 GB trở lên thì chạy là tương đối ổn, khá ổn. Nhưng mà nếu mà xài dưới 4 GB là 2 GB hay 3 GB, 3 GB thì còn vô được, còn 2 GB là có khi vô được có khi không, tùy theo cái máy mình cái anh em mình ha. Rồi ở đây mình mặc định là chọn active IAM cộng Yahoo. Em thường nhập những cái Yahoo hay là những cái tài khoản không phải là tài khoản gốc, tài khoản chính của em thường em sử dụng nhiều hơn. Em ít khi nào nhập những cái tài khoản chính, tài khoản gốc vô những cái hãng thứ ba lắm các anh em ha. Bạn có muốn rất tuyệt chọn yes đi, gặp em hơi dốt môn tiếng Anh mà toàn là tiếng Anh không. Rồi hy vọng là sẽ thành công các anh em mình nha, khả năng là sẽ thành công cao tại trước đây em đã test rồi. Đây, rảnh này em sẽ test thêm những cái chương trình diệt virus khác anh em mình nè. Đấy, anh em mình thấy không? Xong rồi đấy. Anh em mình thấy lợi hại không? WinBE mà cài được cái một chương trình antivirus gần như full, full luôn rồi chứ gần như gì nữa. Rồi đấy, thì các anh em sẽ làm được rất rất là nhiều việc nha. Đấy. Rồi. Rồi bây giờ em làm gì nữa đây? Cái set này trước giờ em chưa chưa có dùng qua cái bản mới này. Enable. Enable. Enable thì nó có mình đào. Rồi nếu mà không end thì sao? Để đóng luôn thì sao? Đóng luôn đó. Có biểu hiện gì không? Đây, đang quét cái gì đây? Cập nhật cái gì đấy? Rồi, bây giờ em coi coi update rồi được không ha? Đây, đây, update đây. À, đây, tải dữ liệu. Tải dữ liệu bản mới nhất về các anh em nha. Rồi, khi mà tải up dữ liệu này về, các anh em mình sẽ quét virus vô luôn đó. Đấy, các anh em mình thấy lợi hại không? Điểm lợi hại chưa? Đó, WinBE mà cài được cái antivirus là khá là nổi bật rồi các anh em mình ha. Rồi, tới đây thì chắc cũng là đủ cái thời gian anh em mình test thêm rồi ha. Rồi em qua cái video này thì em chia sẻ với các anh em mình là cái WinBE có khả năng cài được cái chương trình antivirus khá là chi tiết, là đầy đủ các anh em mình nha.
Vậy là nó xứng đáng là một cái Wimbledon để cài nhiều chương trình nặng. Nói chung là cũng tương đối thôi, một khoai cài đặt tầm 300 mê trở lại thôi là hầu như là ổn cái anh em mình nha. Rồi, tất nhiên nó cũng sẽ có giới hạn cái anh em mình ha, tại vì cái bản Win BA này, cái bản gốc nó phải BA.win của nó thì nó chỉ có 800 mấy mê thôi. Em là cái nhóm, nói chung cái nhóm tham của em thì yêu cầu như vậy, thì em thấy như vậy cũng hợp lý, tại vì cái bản gốc 800 mấy mà đã cài được cái bộ antivirus như thế này rồi thì nếu mà nâng lên vài trăm mê nữa cho thoải mái xíu thì mình sẽ làm được rất rất là nhiều việc các anh em mình ha. Rồi cảm ơn các anh em đã theo dõi video, xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video lần sau. Bye bye.